dạ chương trình thi ca trở lại với quý vị cô, rồi còn tiếp tục nữa là ngày mùng 1 thì mình đi mình ngày mùng 1 thì bây giờ đó là cô muốn con đó là thay cô chúc Tết đi. Ờ vậy cơ con. Dạ Hồng Mai xin được đại diện cho chương trình thi ca xin chúc quý vị của đài thân thương của đài Việt Nam American TV một năm con rồng vạn sự được yên vui, nghèo khó bị đẩy lùi, khổ cực cũng đẩy lùi, qua hết những chuyện xui và tiền vô đầy túi. Túi đâu? Đây, đây đây ruột tịnh đây. Dạ. Và xin chúc dạ còn nữa sư phụ, xin chúc quý vị lớn tuổi bệnh tật bị đẩy lùi luôn được sống yên vui và sống lâu trăm tuổi. Có lẻ năm không? Dạ xin lẻ năm. Mà lẻ mười. Và xin chúc những người trẻ tuổi tình yêu càng ngọt bùi, buôn bán được êm xuôi và tiền chất cao như núi. Riêng các em nhỏ tuổi học tiếng chứ đừng lùi, cố gắng mãi không nguôi để mẹ cha khỏi tuổi. Và xin chúc tất cả mọi người mọi tuổi cố gắng đừng chơi hụi, lỡ chủ hụi mà chui thì chắc mình trần trụi. Và lời chúc của Hồng Mai đến đây xin nuôi. Nếu quý vị khán giả thì vui xin cho một tràng pháo tay an ủi ạ. Ê, còn phải chúc cho đài năm xin chúc cho đài ở Việt Nam American TV mỗi ngày thật là đông khách hàng đến để ủng hộ cho Việt Nam American TV mỗi ngày một lớn mạnh hơn và thành công mỹ mãn hơn quý vị. Xin quý vị thương yêu đài Việt Nam American TV xin gọi vào đài ngay quý vị nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và chúc quý vị luôn luôn có sức khỏe dồi dào và nhiều hạnh phúc. Gọi vào đài phải cho số phone khán giả không có vậy chứ mà các quý vị khán giả đã biết là hết số rồi phone của đài rồi. Phải chúc cho nghe là các ban các chương trình để con mời sư phụ đi phải cái gì phải phải đi là cái gì nên internet để tìm để coi tin tức và phải là truyền thanh truyền hình đến thật là nhanh cho quý vị biết tin tức của thế giới. Vâng. Và luôn chương luôn trình những các cô anh Phạm Long rồi cô gọi là nói chung là chương trình new đấy thì phải và là rất là nhanh chóng để cho vào cho quý vị khỏi phải chờ đợi. Và nhất là các cô mà ở trong cái chương trình là thi cái gì chương trình tin tức đó thì phải duyên dáng và càng ngày càng duyên dáng hơn. Duyên dáng như cô Trúc Minh ấy. Cô đó là chỉ nhờ có các quý khán giả của đài Việt Nam America mà gọi điện thoại mà còn cô còn có một cái nghe là không thể nào mà cô nghĩ rằng người khác nghe là không phải ai muốn hay người khác muốn mà có. Cái lạ làm sao mà Tường Vi biết không? Cô không cho số điện thoại ở trên đài rằng hãy liên lạc với này, cái chương trình thi ca hoặc là cô cho cái số phone của cô nhé. Từ cái ngày cô bắt đầu cô làm cái chương trình đến giờ. Vậy mà không biết quý vị tìm tòi làm sao mà đến được nhà cô đó mà để đồ những cái mà không có phải là ăn được mà nó chỉ là tinh thần thôi. Nào là đưa những cái cuốn sách. Phải không, cuốn sách. Cuốn sách mấy trăm ấy là cái chuyện là chuyện ấy đó, chuyện cổ tích rồi này là chuyện cười này, rồi những các nhà thơ gì mà yêu cầu chúng ta ngâm những cái bài thơ đến để cống hiến đây tất cả các khán giả. Và hôm nay đó chương trình từ cô muốn cả một năm trời thì mình có một ngày gần xuân đó, mình cũng nói chuyện một chút xíu về xuân và cũng đã có những cái lời chúc rồi. Thì bây giờ hôm nay đó Tường Vi có một bài thơ nào để gửi đến quý khán giả không? Mà bây giờ đó thì ngâm chay đấy nhá. Ông mà mở nghĩa là đĩa sáo cho sáo với này băng thì không biết rằng là người lặn đâu rồi. Lặn đâu mất rồi xong rồi nếu mà thơ không có sáo thì chay vậy thôi. Không sao đâu chị thì đài sẽ ép vô phải không cô? Cô nghĩ như vậy. Dạ vâng. Chứ bây giờ thì cô cũng không biết làm thế là, sao. Thế là mình phải ngâm bài mà lạc mất mùa xuân. Thì tùy ý thơ muốn lạc hay là thì cô sẽ nhờ đài đi tìm nữa là bé lạc một bé ngâm lạc mùa xuân. Rồi bây giờ bắt đầu đi.
Hôm nay thì chỉ còn vài ngày nữa thôi thì tất cả chúng ta trên toàn cầu là để chuẩn bị để đưa ông Táo về trời. Tất cả những xấu tốt gì, hên xui, hạnh phúc, đau khổ gì thì sung sướng, đau khổ gì thì là ông bà Táo sẽ đi về trời để báo cáo với lại trên thiên đình. Thì và cũng thoáng thì rồi cũng sẽ tới mùa xuân về, cho nên là Tường Vi sẽ xin ngâm để kính tặng quý khán thính giả một bài thơ về xuân với tựa đề là Tết Tha Hương. Bài thơ này do thi sĩ Như Ly sáng tác. Xin kính mời quý khán thính giả cùng lắng nghe. Chốn tha hương tôi đón Tết ngậm ngùi, thay tiếng pháo bằng trận mưa đã lớn, rồi tự chúc bao điều mình hy vọng bước tương lai được toại nguyện ước mơ. Hoa mai vàng nở đầy kín trang thơ, không có mẹ phúc trao thừa buồn quá. Sáng mùng một lang thang trên xứ lạ, xuân ơi xuân, ta nhớ mẹ vô cùng. Vào cuối năm mẹ đều gói bánh chưng, trong tiềm thức in sâu niềm yêu dấu, hồn khắc khoải thường tìm về nương nào mỗi khi sầu chạm vào trái tim con. Mưa tuyết rơi tô điểm những hàng thông, mênh mông trắng tiếc nuối thời đánh mất. Ta cúi xuống dòng lệ nhòa khóe mắt, biết bao giờ sống lại tháng ngày xưa. Nhà xin hết. Hay quá. Hay quá. Giọng Huệ dễ thương ghê rửa. Dễ thương mà thương không dễ quá nè. Trời ơi, thương cũng giọng Huế mà nhiều người là cái gì? Các anh sứ Quảng ra thi à? Thấy cô chứ. Gái Huệ mà bỏ đi. Mà bỏ đi không đánh. Đó, bởi vậy. Mấy cô gái Huệ mà bỏ đi không đánh. Mấy cô gái Huế mà bỏ đi không có đánh. Không đánh. Chứ đừng có nói chi. Mấy ông gái Bắc, mấy ông trai Bắc thì bỏ đi có đánh không trời? Mấy ông trai Huế mà bỏ đi không, mấy anh cô gái Huế bỏ đi không đánh. Bởi vì cái gì sông Hương núi Ngự đó, cô nghe nói về sông Hương núi Ngự đó đẹp lắm. Và cô cũng chưa có được một lần đi ra ngoài đó. Ở Huế thì có hai câu thơ là núi Ngự bên mà trước tròn sau mèo, sông An Cựu nắng đục mưa trong. Cô biết tại làm rắn mà hẳn như rửa không? Tại cái năm cô biết tại năm rắn mà hẳn như rửa không? Ôi trời, cô có một lần đó, cô ra ngoài Nha Trang. Dạ vâng. Thế rồi ông xã cô mới bảo vậy chứ, cái người bạn đó họ mượn cái mũ khất két đó để mà cái hôm đó là họ ra trường, rồi bây giờ ông xã cô cũng cần lấy. Cái nhà của bên trong mà nó có cái cổng, mà cái cổng nó có xây, nó có cái bờ xây mà nó có hai cái trụ như thế này nè. Thế thì cô mới đến, thì cô mới đứng ở ngoài, cô mới gọi. Cô gọi chứ anh Thạch đây. Tôi là vợ của chuẩn ít Nguyễn Văn Phúc đây. Anh ra mở cổng. Chưa cứ kịp nói mở cổng thì cái là con chó nó to, con chó gọi là bé dê, nó chồm ra. Mà hồi đó mà Tường Vi biết cô làm cái gì không?
như là một người là nhảy dù vậy đó. Cô phóng một cái một người mà nhảy cô nhảy tót lên trên cái trụ đó như vậy đó, mà cái bờ tường mà cô nhảy cái trụ mà cô đứng ở trên cái trụ. Anh không ngờ đâu. Rửa là cô đứng ở trên cái trụ giống như con gà tổng hành đứng trên cái tù á. Cô nói cho con nghe giờ này cô còn sợ, nó to như vậy đó mà nó sổ đó, nó sổ ra rồi nhỡ may rồi cô đứng vậy rồi nó chồm lên. Nhưng mà cô vẫn cô ngoài cái chuyện mà bây giờ cô không nhảy lên cái trụ đó thì bây giờ cũng không có chỗ nào để cô nhảy đó. Cô rất là nhanh, cô phóng như phi lao vậy đó, cô nhảy một phát là cô lên cái trụ, cô đứng phản xạ tự nhiên đã vậy chứ anh ở trong nhà anh bị chứ không có răng mô. Không có răng mô, chỏ thì răng đầy hàm mà kéo không có. Ai, răng mô rõ răng như vậy hai hàm răng cỡ răng hai hàm răng nó nghe ra trời ơi nó trắng mà nó nghe ra mà cứ kêu cô cỡ răng mô cô đã mặt mày cô đã không có còn nữa nào hột máu gì chứ mà xoài trong bụng cô còn bực thì chứ lại không có răng mô thì ra nó không có sao không đâu có sao đâu mà cứ không có răng. Rõ ràng răng nó một đống thì đó là những cái chuyện mà nó buồn cười đó. Mà rồi anh ấy mới ra, anh ấy ra thì anh còn nhìn, anh ấy ra anh còn nhìn thấy anh còn chưng hững nữa là cô đừng nói chuyện. Thấy đó, cái chuyện không bao giờ mà cô quên được mà cái chuyện cô nhớ hoài. Cô thấy con chó là cô thấy nó không có răng mô. Bây giờ thì chương trình thi ca của chúng ta xin tạm ngừng và hẹn lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào ngày giờ này. Xin chúc quý vị một buổi tối thật ngon miệng và nhiều sự may mắn trong năm nay. Xin chào tạm biệt quý vị.